tốt nghiệp Senmon Kaigo rồi không đổ bằng vậy những người có bằng thì có khác cái gì không và rồi ra làm trợ cấp thì có khác nhau không thì đối với những bạn mà học Senmon Kaigo ra mà không đổ kỳ thi quốc gia ra trường các bạn vẫn có bằng Kaigo Fugitici bình thường như là những người thi đổ tuy nhiên thì cái bằng này nó có giá trị thời hạn là 5 năm và các bạn phải làm liên tục 5 năm thì các bạn mới có thể toroku lên một cái bằng vĩnh viễn như là những người đã thi đổ là hai cái bằng đó đều tương đương như nhau nhé các bạn còn cái vấn đề mà cái trợ cấp ga có giống nhau hay không thì cái này còn tùy mỗi công ty nữa có những công ty á là các bạn tốt nghiệp ra trường các bạn có bằng Kaigo go rồi mặc dù các bạn không đổ nha thì đó bằng đó vẫn là bằng Kaigo go cho nên là các bạn vẫn nhận cái trợ cấp là những người có bằng cây Kagoshi bình thường Tuy nhiên thì có những viện, có những công ty á, người ta không được tốt như vậy Người ta nói là mày phải đổ bằng cây Kagoshi thì mày mới nhận được cái trợ cấp của này Đấy. Nói chung thì cái vấn đề này là tùy theo mỗi công ty thôi Nhưng mà mình thấy á, thì mình thấy bạn bè của mình xung quanh đi làm ra trường này Những người không đổ luôn, luôn nha Thì đại đa số là mọi người đều được nhận trợ cấp hết bởi vì là chúng ta đi học chúng ta tốn thời gian 2 năm, chúng ta ra trường chúng ta cũng có bằng cấp Kaigo si đàng hoàng mà. Đấy. Tuy nhiên thì ở đâu đó vẫn có những trường hợp là họ không có được nhận trợ cấp Kaigo nha các bạn. À, tại vì một số công ty đó nó rất là khó và nó rất là keo quá, kiểu như vậy. Và mình là tại Kaigo, nếu như mà các bạn có cần tư vấn đi Nhật hay muốn chuyển việc Kaigo thì có thể liên hệ với mình nhé.